Sân bay Kansai, kiệt tác sân bay trên biển của Nhật Bản. Sân bay Kansai được ra đời nhằm giải tỏa áp lực cho sân bay quốc tế Osaka. Và sau 26 năm hoạt động, nó đã trở thành một trong những sân bay quan trọng của Nhật, tác động mạnh mẽ đến kinh tế và giao thương của nước này. Siêu sân bay này đã ngốn một khoản chi phí trị giá 20 tỷ đô và 20 năm trời xây dựng bảo dưỡng của chính phủ Nhật. Giới kỹ sư từng coi sân bay quốc tế Kansai là thảm họa kỹ thuật trước khi nó lọt vào danh sách 10 công trình kiến trúc ấn tượng nhất thiên niên kỷ. Ý tưởng về một sân bay mới. Vào những năm 1960, khi hoạt động thương mại của vùng Kansai bị suy giảm nhanh chóng do sức hút của Tokyo, những nhà hoạch định đã đề xuất xây dựng một sân bay mới gần Kobe và Osaka. Sân bay quốc tế Osaka tọa lạc tại vùng ngoại ô đông đúc dân cư của thành phố Itami và thành phố Toyonaka, bị bao quanh bởi các tòa nhà nên không thể mở rộng và rất nhiều cư dân sống gần đó thường xuyên than phiền về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Sau khi nổ ra các cuộc biểu tình phản đối của người dân liên quan đến sân bay quốc tế Tokyo mới, nay là sân bay quốc tế Narita, được xây dựng trên một khu đất trân thu ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Chiba, những nhà hoạch định đã quyết định xây dựng sân bay mới của vùng Kansai ở ngoài biển. Sân bay mới là một phần của kế hoạch phát triển mới nhằm mang lại sức sống mới cho Osaka, lúc đó đã bị mất vị thế về kinh tế và văn hóa vào tay Tokyo trong gần một thế kỷ. Ban đầu, sân bay mới được lên kế hoạch sẽ được xây dựng gần Kobe, nhưng chính quyền Kobe không chấp nhận kế hoạch đó, nên sân bay mới phải dời địa điểm xây dựng về phía nam của vịnh Osaka. Tại địa điểm này, thì sân bay mới có thể mở cửa hoạt động 24/24, không như sân bay cũ nằm trong thành phố. Giải quyết khó khăn trong bài toán thiết kế. Sân bay Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo với tổng diện tích 511 hectare. Hòn đảo nằm trên vịnh Osaka, cách đất liền 5 km, có hình chữ nhật, nhìn từ trên xuống như một hàng không mẫu hạm. Dự án chính thức khởi công vào năm 1987. Đáy biển Osaka có tầng đất nhão dài 20 m, phía dưới là tầng đất hồng tích dày 400 m nữa. Muốn làm sân bay thì phải có móng thật chắc. Các kỹ thuật viên Nhật Bản đã quyết định đóng 1 triệu cọc thép có đường kính 40 cm vào tầng đất nhão, sau đó đổ đất lên gây áp lực cho nước ở dưới tầng đất thoát ra ngoài để tạo móng chắc. Tiếp theo, họ xây dựng một con đê bảo vệ lấy vùng biển sẽ xây đảo. Con đê dài 11 km được làm trong 2 năm, bao gồm 8.666 m đê bằng đá học đổ thoi thoải, 1.790 m đê bằng những khúc gang công, 721 m đê bằng các rọ đất đá. Ngoài ra còn có 780 m đê đóng bằng các cột sắt. 48.000 khối bê tông mỗi khối nặng 200 tấn được xếp xuống nền móng. Sau khi làm xong con đê này, họ mới bắt đầu đổ đất cát thành đảo. Trải qua 3 năm thi công không ngừng nghỉ, người ta đã đổ vào đó 180 triệu mét khối cát được lấy từ 3 ngọn núi, hoàn thành một hòn đảo nhân tạo cao 33 mét từ đáy trở lên. Thách thức tiếp theo của các kỹ sư là kết nối sân bay với đất liền. Giải pháp tối ưu chính là xây dựng một cây cầu vượt biển không quá cao, gây cản trở máy bay khởi hành hoặc hạ cánh, và không quá thấp để xây vừa đủ 2 tầng. Tầng trên là con đường 6 làn cho ô tô, còn tầng dưới vừa đủ cho hai đường tàu chạy. Công trình này được đặt tên là Skygate Bridge R, xây dựng năm 1990 với giá trị hơn 1 tỷ đô. Năm 1991, việc xây dựng nhà ga bắt đầu được triển khai. Không chỉ phải xây dựng một hòn đảo, đội ngũ kỹ sư còn tạo nên một sân bay ấn tượng. Kiến trúc sư Italy Renzo Piano đề trình một bản thiết kế chiều lòng cả những công nhân xây dựng lẫn hành khách tương lai. Ông thiết kế nhà ga sân bay dài 1,6 km, hình cánh máy bay, với vật liệu chính là thép và kính cường lực. Để giảm thiểu tác động tới môi trường và tiết kiệm chi phí sưởi hay là làm mát, một hệ thống điều hòa không khí thụ động được thiết kế riêng cho nhà ga này. Hệ thống điều khí đi qua nhà ga rộng 300.000 m², duy trì nhiệt độ dễ chịu khoảng 20-26 độ C. Cuối cùng, với hơn 1 triệu công nhân lao động trong tổng cộng 10 triệu giờ, dùng 200 triệu tấn nguyên vật liệu, sân bay Kansai mở cửa vào năm 1994. Kể từ năm 1994, nơi đây là một trong những cảng hàng không bận rộn nhất của Nhật. Nó trở thành một trong những kiến trúc kỳ vĩ nhất của thế kỷ 20, được so sánh với những siêu công trình như đập Hoover của Mỹ hay kênh đào Panama. Khi tới gần sân bay, ban đầu tôi nghĩ giống hạ cánh xuống một tàu sân bay hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng thực tế không phải như vậy, một phi công nói. Jim Scusa, cơ trưởng hãng JA Airways cho biết, tầm nhìn vào ban đêm rất hạn chế do không có nhiều ánh sáng xung quanh sân bay, thế nên họ gọi nó là sân bay hố đen.
đối mặt với những thách thức. Tuy nhiên, khi danh tiếng của sân Kansai vang danh trên thế giới, cũng là lúc sân bay này đối mặt với những thách thức. Đầu tiên, sân bay Kansai phải đối mặt với những khó khăn. Sân bay không có vật cản gió cho những máy bay lên xuống. Công ty hàng không Nhật quy định, nếu gặp sức gió vượt quá 13 m trên giây, sẽ đình chỉ máy bay lên xuống. Qua điều tra được biết, vịnh Osaka những ngày có sức gió 13 m trên giây, chiếm 0,6% của một năm. Khó khăn thứ hai là sự ăn mòn của muối biển từ nước và gió biển. Để chống muối thì các kỹ sư đã lắp đặt hệ thống lọc muối ở những chỗ thông gió. Song tuổi thọ của máy lọc muối cũng chỉ được có một năm, nên hàng năm phải thay hàng loạt, tốn tới hàng trăm triệu yên. Tiếp đó là những lời đồn thổi lan truyền rằng sân bay Kansai đang chìm dần cùng hòn đảo nhân tạo. Vào năm 1999, đúng dịp sinh nhật lần thứ 5 của sân bay này, ước tính hòn đảo đã chìm khoảng 8 mét, khiến nhiều người hoài nghi về độ bền của nó, dù thời hạn khai thác kéo dài tới 40 năm. Sau đó, đội ngũ kỹ sư tin rằng họ đã tìm ra giải pháp dùng kỹ thuật mới để giảm tốc độ chìm của sân bay và không ngừng cải thiện cơ sở vật chất. Chính vì thế, vào năm 2007, một đảo nhân tạo thứ hai đi vào hoạt động để giảm tác động của máy bay lên đường băng và nhà ga số 1. Đảo nhân tạo này có đường băng dài 4.000 m và nhà ga số 2. Năm 1994, tốc độ chìm của sân bay là 50cm trên một năm. Tới năm 2008, nó giảm xuống còn 7cm một năm và 2015 chỉ còn 6cm trên một năm. Những tác động tích cực của sân bay Kansai. Bên cạnh những thành tựu đáng ngưỡng mộ về kiến trúc và kỹ thuật, sân bay Kansai còn có những tác động tích cực đến môi trường. Nơi này là một trong những trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất tại châu Á. Bên cạnh đó, sân bay còn sử dụng các phương tiện chạy bằng khí hydro, áp dụng các công nghệ tiên tiến để xử lý nước thải. Ngày nay, sân bay Kansai không chỉ đóng vai trò vận chuyển, mà nó còn dành cho các tour du lịch phát triển. Hành khách đến sân bay có thể thuê xe buýt cho các tour tham quan. Lịch trình kéo dài 60 phút sẽ đưa du khách vào khu vực kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, thường cấm người ngoài vào, quan sát quá trình chuẩn bị đồ ăn và nhiều khâu vận hành khác của sân bay. Bên cạnh đó là tour khám phá chi tiết, quá trình chuẩn bị đồ ăn trên máy bay kéo dài 150 phút. Tour bắt đầu từ 11 giờ và 11 giờ 30 các ngày thứ tư. Ngoài ra, du khách có thể chọn chương trình tham quan bảo tàng sân bay kéo dài 30 cho đến 60 phút. Kansai là một trong những sân bay an toàn nhất trên thế giới, được Hiệp hội Hàng không Skytrax xếp hạng. Sở dĩ đạt được sự an toàn chính xác tuyệt đối cho hành lý, lãnh đạo sân bay đã thực thi nghiêm ngặt các yêu cầu về việc quản lý. Ngay từ khâu tiếp nhận các kiện đồ từ tay khách hàng, hành lý được sắp xếp ngăn nắp theo những quy chuẩn, quy định của sân bay khi đưa trên những băng chuyền. Hành lý còn được gắn chip để theo dõi mỗi khi bị rơi ra khỏi băng chuyền, nó sẽ kêu báo động, giúp nhân viên có thể dễ dàng chủ động hơn trong việc tìm kiếm. Chống chịu nhiều loại thiên tai. Sân bay có khả năng chống chọi bão, động đất, sóng thần, những loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Nhật. Ngày 17 tháng 1 năm 1995, Nhật Bản hứng chịu trận động đất Kobe với tâm chấn chỉ cách sân bay Kansai khoảng 20 km. Trận động đất này khiến 6.434 người bị thiệt mạng trên đảo lớn Honshu. Nhưng nhờ được thiết kế chống động đất nên sân bay gần như không bị hư hỏng gì, chủ yếu nhờ vào các mối nối có thể trượt nên khi rung lắc không làm gãy kết cấu, ngay cả kính cửa sổ của sân bay cũng không bị ảnh hưởng gì. Năm 1998, sân bay tiếp tục sống sót sau khi hứng chịu cơn bão với sức gió lên tới 200 km/h. Kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng công trình sân bay Kansai được Nhật Bản áp dụng, xây thêm 3 sân bay trên đảo nhân tạo khác, sân bay New, Kita, Kyushu, sân bay Kobe và sân bay quốc tế Chubu Center. Ngày 19 tháng 4 năm 2001, sân bay Kansai được vinh danh là một trong 10 công trình kiến trúc của thiên niên kỷ do người Mỹ trao tặng. Tới 2008, tổng chi phí dành cho sân bay Kansai đã là 20 tỷ đô la, bao gồm việc xây dựng, đất, hai đường băng, các nhà ga và cơ sở vật chất nói chung. Đa số phần chi phí đội thêm là để giải quyết việc sân bay chìm nhanh hơn, vốn đã được dự tính trước vì vịnh Osaka có tầng đất mềm. Sân bay Kansai là một cổng giao thông quan trọng của Osaka, Kobe và Kyoto. Địa điểm này phục vụ 194,6 chuyến mỗi ngày, 28 triệu khách mỗi năm tính đến mùa đông 2017. Sân bay Kansai hiện có hai nhà ga số 1 T1 là nhà ga chính gồm 4 tầng, phục vụ các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế. Ngay cạnh nhà ga số 1 là ga xe lửa. Nhà ga số 2 T2 nằm cách xa hơn một chút, phục vụ các hãng hàng không giá rẻ.
Nhà ga số 2 được kết nối với nhà ga số 1 và ga xe lửa bằng xe đưa đón miễn phí. Từ nhà ga số 2 có khá ít kết nối xe buýt cũng như không có dịch vụ xe lửa. Có thể nói sân bay Kansai là một dự án đầu tư mạo hiểm của người Nhật khi tỷ lệ thành công của nó là dưới 70% do sự ảnh hưởng tiêu cực của nền móng bùn đất ngoài vịnh Osaka và nhiều khó khăn khác trong việc thiết kế. Nhưng họ đã làm được, tạo nên một công trình vĩ đại nhất nhì nước Nhật trong 30 năm qua. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.